kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai đế ốp chậu nhưng quý vị, đế ốp chậu thì đế nó gom rất là đẹp nhưng quý vị, đồ đặc có luôn ha. Đế ốp chậu nè, đế gom đẹp quá. Chào anh Nguyên. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về khoảng tầm 30 mấy cây mai. Mai này ốp chậu nghe các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Vượng ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship vô mã số 36 đầu clip em Tấn. Rồi, một cây bay dân đẹp bay. Quá quý vị ơi. Mã số 36. Thước mốt. Rồi, cho cái hoành luôn đi anh. Dạ. Ôm vô hoành luôn. Đó, đường thân này. Hoành 23. Nó lắc đẹp quá ha. Dạ, đầu sổ 26 27 á. Phải chừng đụng cái cửa nha. Dạ. Thì gần gần áp vô. Dạ. Anh Nguyên dừng ở chỗ này cho em quý vị nè. Bộ đế đẹp luôn nha các cô chú nha. Tay cành với cái đầu lắc nữa nè. Tay cành ha. Cành xe đẹp, lắc cũng đẹp ha. Đúng bài luôn. Đều lên tới trên đây nè. Bộ đế luôn. Vô áp vô đế quý vị ngắm nghía kỹ đế hay đầu lắc nữa nè. Này giao lưu 2,2 triệu thôi anh em ơi. Đây nha. À. Quý vị. Hai chỗ hai. Kỹ cái này nha quý vị. Đế nè. Nguyên nồi đế đặt ha. Dạ. À, bài ra đẹp luôn. Cho em nửa vòng nữa đi anh. Dạ. Nghe kỹ ha. 2,2 triệu. Dạ, 2,2 triệu. Xếp luôn. Cây bài quá đẹp. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 37 đây quý vị. Em này cao chắc khoảng tầm 80 đi ha. Là cạnh đặt quá lắc đẹp luôn. Con ngặt quá. Hoành 23. Đó, nồi đế nè. Nồi đế này 82. Rồi xây xây nồi đế luôn. Đế nôm đẹp luôn. Này giao lưu 700 anh em ơi. Rồi 700 à. Rồi mình xuống cây. 700 ngàn. Rồi mã số tiếp theo là 38. Mã 8 này cao chắc khoảng tầm 50 nha nhưng quý vị. Rồi vô cái hoành em nói luôn. Hoành 22. Rồi nồi đế. Nồi đế này 79. 79 luôn. Này giao lưu 450 anh em ơi. Đẹp quá vậy. Đế ốp chậu. Dạ. Nó gom đẹp quá ha. 450. Rồi xuống cây luôn. Giá nó 450 thì giá yêu thương ha. Rồi cây mới nè, 39. Này cao khoảng 40 đi quý vị. Này nôm đẹp luôn, đều luôn nè. Đế gom đẹp quá. Lắc cũng đẹp. Rồi. Luôn. Hoành 22 đi anh em ơi. Rồi để đây. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi 450. Rồi xuống cây quý vị. Lên cây mới luôn. Số 40. Này cao khoảng 50. Để đây, nguyên khối luôn. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Này giao lưu 400 lên anh em ơi. 400. Rồi 400. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 41 quý vị ơi. Em này cao khoảng tầm chắc cũng khoảng 60 nhưng quý vị. Cao khoảng tầm 60. Hoành 22. 22 hoành. Rồi. Này giao lưu 350 đi anh em ơi. 350. Rồi xuống cây luôn. Mã số 42. Hôm nay cao tầm khoảng 50 quý vị. Tay cành đều. Để thì đặt kẹo ở dưới luôn. Đấy này đế đều đẹp luôn anh em ơi. Tay cành cũng bự bự mà nó đều nè. Để thì đặt ở dưới luôn nè quý vị ơi. Quanh 18. Này để đây. 18 quá. Để đặt kẹo. Này giao lưu 400 luôn anh em ơi. 400 ha. Rồi, xuống cây nha quý vị. Mã số 42 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là mã số 43. 43 thì này cao khoảng tầm 50 nhưng quý vị.
để bấm đây bấm. Quý vị. Đó. Cái hai mẹ mới bị dài đế. Quanh 20. Này Zalo 350 anh em ơi. 350. Rồi 350 ha. Rồi xuống cây luôn. À, tiếp tục lên mã số 44 luôn rồi quý vị ơi. Bốn thêm này cao khoảng tầm 60 nha quý vị. Quanh 21. Rồi để đây. Này Zalo 350 luôn anh em ơi. Anh em dễ chốt rồi. 350. Giá luôn. Vừa nói chung là. Rồi xuống cây luôn. 350 bao ship tới nhà luôn. Dạ. Yeah. Rồi mã số 45. Tay cành đẹp nè. Này cao tầm khoảng 70. Đế này cũng gom quá đây quý vị ơi. Quanh 23. 3 nè. Có cái cụ đặt cái tân 72. Ngắn đặt cái tân 72 nè. Này giao lưu 450 anh em ơi. 450. Rồi mình xuống cây luôn. 450.000. Tiếp tục là mã số 46 gì ơi. Rồi 46 thì em này cao chắc khoảng tầm 40 nha quý vị. Đế điều đẹp luôn nghe nè. Đế thì nguyên khối luôn. Quanh 22. 22. Đó, đế đặt kẹo luôn. Này Zalo 307 luôn anh em ơi. 307 à. Rồi, xuống cây luôn, giá yêu thương. Mã số tiếp theo 47. Rồi em này cao tầm 60 quý vị. Rồi để đặt luôn anh em ơi. Đó. Cành đẹp luôn. Đó. Để đặt ở dưới luôn. Quanh 21. Để đặt luôn. Đó. Đó, đặt kín bầu luôn. Này Zalo 450 anh em ơi. 450 để đặt kẹo luôn ha. Dạ 450. Rồi, xuống cây luôn. Số 48 quý vị. 48. Này cao tầm 40 ha. Này có cành cành hồi đẹp quá đây. À. Đây cái đường hồi lại nè. Đấy cũng đẹp luôn anh em ơi. Có cái đường hồi lại đẹp nè ha. Quanh 22. Này Zalo 450 luôn anh em ơi. Giá dễ chơi luôn. Để nhầm kia. Rồi, anh em dễ chốt đi. 450.000. Rồi tiếp tục luôn nha quý vị. Này là hai thân này cũng không biết mà sao nói nữa. Nó bẻ cái này không biết bẻ gì vậy. Bẻ cây tật cây lắc cao trong khoảng 50. Đo nhánh một thôi. Cây lớn. Quanh 17. Cái ông đo đây. Đo đó thì nó bự hơn. Nó bự rồi đây này. Cái này Zalo 270 thôi anh em ơi. Vậy đó. Mình cho anh em dễ chứ. 270. Giờ đo ở đây thì nó bự rồi. Giờ đo vậy đi. Rồi mình xuống cây nha quý vị. 270.000. Rồi số 50. Em này cao tầm khoảng 60. Này đế cũng đều luôn nghe nè. Hai cành cũng đặc quá nè. Quanh 52. Đó. Đế gom quá nè quý vị. Đều đẹp hết à. Nó gom nè. Này Zalo 300 thôi anh em ơi. 300 à. Rồi xuống cây luôn. Mã số 51 cái gì ơi, cao khoảng 40. 51. Để đây. Quỳnh 22 đi anh em ơi. 22. Đó, để điều đẹp luôn á. Này Zalo 307 luôn anh em ơi. Rồi, 307 rồi quý vị. Rồi, xuống cây luôn, giá yêu thương luôn ha. Rồi mã số tiếp theo 52, cao khoảng 40 luôn. Hôm nay nó có cái sẹo ở phía trước cái co nhưng quý vị. Sẹo nhỏ nó muốn liền. Đây, sẹo nhỏ trước cái co một xíu. Có sẹo thì bán giá theo sẹo. Quanh 21. Đó, để gom đẹp nè. Này Zalo 300 luôn anh em ơi. Đó, để gom rất là đẹp ha. Đẹp luôn đó. À, có sẹo bán theo giá luôn. Rồi. Cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 50 mấy rồi. 53 ha.
này cao khoảng 70 quý vị, tay cành đều luôn nè quý vị, cành đều đẹp ha, cành đều nè, đây cũng đặc quá nè. Rồi cái hoành đây quý vị, hoành 20 đi anh em. Rồi 20 hoành này Zalo 300 luôn anh em ơi, 300.000 có ngay một cái mai đẹp luôn. Rồi số 54 luôn, cái này cao tầm khoảng 70 luôn rồi quý vị, tay cành cũng đặc quá nè ha, cho tóc thân cao một xíu quý vị, hoành luôn quý vị ơi, hoành 19 đi, để đẹp lắm nha quý vị nè. Đây đi này Zalo 209 luôn anh em ơi, bấu ha. Rồi xuống cây mã số 55, 55 này cao khoảng 60, còn 19 luôn, 19 hoàn này Zalo 300 luôn em ơi. Rồi 300 quý vị. Rồi mình xuống cây luôn, rồi mình lên 56 luôn, 6 cao tầm khoảng 60 quý vị. Này đế bắp đẹp quá nha. Đây, đồ đế luôn. Hoành 22. 22 hoành. Đó, đế đẹp luôn. Đặt nha quý vị nè, nó gồm đế. Này Zalo 330 luôn anh em ơi. Giá 330 để gồm quá nè. Dạ, 330 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 57. 7 ha. Ừ, đế này đẹp luôn. Này cao khoảng 60 đi quý vị ơi. Giờ anh em cắt ở đây cũng được. Có cành phóng. Cắt nó lấy cành phóng đó này. Cái ghép chơi cũng đẹp nè. Lắc này cũng đẹp. Hoành 21. Để gồm quá nè quý vị. Này Zalo 350 anh em ơi. Đầu đặt nó có luôn nè. Cho anh vòng đi anh. 350. Giá 350. Rồi xuống cây luôn. Số 57 nha quý vị. Rồi mình lên 58 luôn đây. Rồi này cao lấy 40 nha quý vị. 40 nguyên cái đầu đây nó đẹp luôn. Luôn. Này nhiều cái gì mình sắp em này vô cái nó ngang quạt. Cắt cái này bỏ luôn cũng được. Để quá nó lại quá là đặt luôn. Cắt cọng đó đi nó có duyên hơn. Cắt bỏ không có đâu cũng được, quá tài đế luôn. Mình 19 ha anh em ơi. Nguyên khỏi đặt kẹo luôn. Zalo 350 luôn anh em ơi. Giờ lấy bộ đế này chơi ghép. Rồi mã số tiếp theo 59. Này cao lấy 40 luôn quý vị ơi. Đấy đẹp luôn. Tay cành nó tên có nè. Quần 19. Rồi đế đây. Này Zalo 350 luôn anh em ơi. Kính đế mà quý vị giá 350 ha. Dạ, 350 thôi. Rồi xuống cây ha. Rồi mình lên 60 luôn quý vị. Để chốt. Đó, này cao khoảng 50 nha quý vị. Ok. Quần 17. 17 quá. Zalo 300 luôn em ơi. 300 luôn, tay cành đẹp luôn. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. Đó, nguyên nồi để đặt luôn. 61. Cao lấy 25 nha quý vị. Này quý vị về vô về ghép bị ba bo là siêu bo mình lại vô đây ha, siêu ông Sài Gòn về anh em chơi được rồi. Để đặt kẹo luôn. Quanh 17, 18. 18 quanh. Dạ. Để đặt. Này Zalo 350 luôn anh em ơi. Rồi 350 luôn. Rồi xuống cây luôn. 62. Này cao tầm khoảng 60 ha, tay cành đều, để đặt kẹo ở dưới luôn. Yeah, để đẹp luôn. Cái này quá đẹp luôn, bộ đế đẹp, tay cành đẹp luôn. Đẹp. Vậy là chơi ok rồi, đế nè, đặt vậy đó. Quanh 19. Rồi, ngày đó 19 là đế nè. Sao cái phải gì đều đặt hết nhưng có gì. Này Zalo 550 anh em ơi. 550. Yeah. Rồi mình xuống cây 550 có nghe một cây mai đẹp liền. 63. Rồi 63 cao khoảng 50. Ừ,
mình 19. Để đây quý vị. Để đặt đồ đặt cũng có nè. Dạ. Này Zalo 207 luôn anh em ơi. Rồi 207. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục luôn quý vị ơi. Này số 64. 64. Rồi này cao lấy 50 nha quý vị. Cao lấy 50. Mình 17. Để luôn. Zalo 207 luôn anh em ơi. Rồi 207. Rồi cây luôn. 65. 65. Này cao tầm khoảng 60. Tay cành đặt kẹo. Đế đẹp luôn nghe anh em. Tay cành đặt nè. À, cái này đế đẹp luôn. Rồi vô đế luôn. Đế cũng đặt luôn. Quanh 19. Đặt đế luôn á. Mấy này có. Đây nhiều đặt. Này Zalo 500 luôn anh em ơi. Cây đẹp luôn, 500 thôi. Rồi xuống cây luôn. Tàn đẹp, đế đẹp luôn. Giá cũng đẹp ha. Rồi mã số 66 này cao khoảng 50 quý vị ơi. Tay cành rất là lực nhưng quý vị. Mà tay cành nhất nhì ba tư vậy là cành nọng bự luôn nè. Quanh 21. Này Zalo 300 thôi anh em ơi. 300 thôi. Rồi 300 quý vị ơi. Rồi mã số 67, cao lên 40. Nè, đế nơm đẹp luôn. Cái khối đế này đẹp lắm nè quý vị. Rồi vô cái quành luôn nha quý vị. Quành 19. 19 quành. Zalo 350 anh em ơi. Giá 350. Dạ. Bao ship tận nhà. Rồi, bộ đế đẹp luôn. Giá cũng đẹp luôn. Mã số 68, cao 68. Khoảng 50. Quanh 18. 18 quanh. Zalo 207 luôn anh em ơi. Rồi 207. Rồi xuống cây. 69 đây. 69. Rồi em này cao tầm khoảng 60. Đế đẹp luôn. Quanh 17. Đế nè, đặt luôn. À, gỗ đẹp hết trời. Này Zalo 330 luôn anh em ơi. 330. Rồi, cây luôn. Cây bay. 70. Cuối clip luôn. À, một cây bay. Số 70. À, này đầu clip có cây bay và cuối clip cũng có một cây bay ha. Này bay ra chắc khoảng tầm 60 đi ha. Quanh 19. 19 quanh. Đây mẹ đẹp luôn. Này Zalo 400 thôi anh em ơi. 400 cây bài. Dạ 400. Rồi hết cây. Rồi xuống cây luôn. Đó mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Trong quá trình xem quý vị nghĩ mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Nguyên nha quý vị. Đó thì số điện thoại thì để phần tiêu đề ha. Quý vị có nhà ý chốt số lượng nhiều quý vị cái alo thì hai bên thỏa thuận về cái giá cả ha. Nhiều thì có giá sĩ, giá yêu thương luôn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.